liên quan đến quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy đi đường có nhận diện mã QR code trên địa bàn Hà Nội được áp dụng trong thời gian cao điểm giãn cách thời gian tới. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết các bước triển khai cụ thể như sau. Quy trình cấp với tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức doanh nghiệp đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực. Cảnh sát khu vực gửi danh sách lên xã, phường, thị trấn thẩm định. Sau đó chính quyền gửi mail xác nhận trả về tổ chức doanh nghiệp để tổ chức doanh nghiệp gửi mail danh sách cán bộ, công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định để chính quyền xã, phường, thị trấn duyệt danh sách và gửi lại giấy đi đường cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Trường hợp không được duyệt, hệ thống sẽ gửi mail thông báo lại cho tổ chức doanh nghiệp. Cuối cùng, cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt đóng dấu để tổ chức doanh nghiệp cấp phát cho cán bộ, công nhân viên. Quy trình cấp đối với cá nhân cũng tương tự các bước như với tập thể. Đầu mối đăng ký là cảnh sát khu vực. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 15 giờ chiều mùng 4 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tính từ 6 giờ sáng hôm nay cho đến 12 giờ trưa nay mùng 4 tháng 9, Hà Nội đã ghi nhận thêm 38 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 28 ca đã được cách ly và 10 ca ở khu vực phong tỏa. Riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung 16 ca, phân bố theo quận huyện, bao gồm Thanh Xuân 19 ca, Hai Bà Trưng 10 ca, Đống Đa 4 ca, Đan Phượng 2 ca, Hoàng Mai, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, mỗi quận huyện 1 ca. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 3.468 ca, trong đó có 1.559 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Sáng hôm nay mùng 4 tháng 9, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện giãn dân ở phường Tam Thuận, điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 đến hai khu vực tập trung tạm thời là trường tiểu học Bế Văn Đàn và Huỳnh Ngọc Huệ. Hai điểm trường này được quận Thanh Khê trưng dụng, bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết để di rời người dân tạm thời ra khỏi khu dân cư chật hẹp, phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Trước mắt, quận Thanh Khê di rời khoảng 250 người dân trong các khu kiệt hẻm chật chội là điểm nóng có nhiều ca mắc COVID-19 để tiến hành truy vết sàng lọc các ca F0. Mỗi hộ gia đình chỉ để một người ở lại trông coi nhà, khi nào dịch được kiểm soát sẽ đưa bà con trở về. Cơm thì đặt suất ăn công nghiệp gửi cho bà con, cơ bản người dân chấp hành rất tốt. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại 7 xã phường ở thành phố Tuy Hòa, bao gồm các phường 2, 3, 4, 6, 9, phường Phú Đông và xã Bình Ngọc cho đến ngày 12 tháng 9. Các huyện, thị xã còn lại trên toàn tỉnh tiếp tục áp dụng nguyên tắc chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, tùy vào tình hình dịch, cần thiết phải áp dụng các biện pháp thắt chặt hoặc nới lỏng, thì các địa phương có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tính đến thời điểm hiện tại, Phú Yên đã ghi nhận 2.737 ca nhiễm SARS-CoV-2 và đã có 31 ca tử vong vì COVID-19. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết là tình trạng các F0 xô đổ hàng rào dành suất ăn trong khu điều trị dã chiến cơ sở Thới Hòa, thị xã Bến Cát đã được khắc phục. Trước đó, vào sáng 3 tháng 9, hàng trăm F0 mới được chuyển từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến khu điều trị dã chiến cơ sở Thới Hòa đã xô đổ hàng rào để dành đồ ăn sáng. Nguyên nhân là do nhiều bệnh nhân mới chuyển đến khu điều trị dã chiến cơ sở Thới Hòa chưa có tên trong danh sách được cung cấp các suất ăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, khẩu phần cho các F0 đã được tăng cường, đảm bảo đầy đủ cho các bệnh nhân. Khu điều trị dã chiến cơ sở Thới Hòa thuộc bệnh viện dã chiến số 1 là nơi điều trị cho các bệnh nhân F0 ít triệu chứng ở Bình Dương. Hiện nay khu điều trị này có 12.000 giường bệnh và đang tiếp tục được mở rộng. Sau khi Sở Y tế tỉnh Cà Mau có ý kiến phản hồi đến Bộ Y tế về thông tin sai sót công bố trên hệ thống số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về số ca tử vong vì COVID-19 tại các địa phương vào hôm 3 tháng 9, Tiểu ban điều trị đã nhanh chóng kiểm tra và kịp thời đính chính, điều chỉnh lại thông tin về số ca tử vong do COVID-19 trên cả nước hôm 3 tháng 9 là 308 ca, trong đó tỉnh Cà Mau là 0 ca. Trước đó vào hôm 3 tháng 9, hệ thống số liệu khám chữa bệnh Bộ Y tế đã công bố số ca tử vong do nhiễm COVID-19 trên cả nước là 338 ca, riêng tỉnh Cà Mau có 30 ca. Nên Sở Y tế Cà Mau lập tức phản hồi sai sót này. Tin quốc tế, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Australia vào ngày hôm nay đã phê chuẩn việc tiêm vaccine của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 tuổi trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 3 của dịch COVID-19. Liều khuyến cáo và thời gian giữa các mũi tiêm cũng tương tự như người lớn, với hai mũi cách nhau 28 ngày. Với quyết định này, vaccine của Moderna đã trở thành loại vaccine thứ 2 sau Pfizer được áp dụng tiêm cho trẻ em ở Australia. Vào sáng hôm nay, Australia đã có 1.755 ca nhiễm mới, là ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận những mức cao và trong số này có 1.533 ca ở bang New South Wales, bang đông dân nhất với thủ phủ là thành phố Sydney. Trong khi đó, bang đông dân thứ 2 là Victoria đã ghi nhận 199 ca nhiễm. Australia hiện đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng nhất kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Nhà chức trách cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước, hiện mới có 1/3 số người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm phòng. Với tốc độ hiện nay, dự kiến Australia có thể đạt mục tiêu 70% người dân được tiêm phòng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.
số ca trẻ em nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng kể từ khi biến thể Delta trở nên phổ biến. Nhưng một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh CDC đã cho thấy là những lo ngại biến thể này gây bệnh nặng ở trẻ em là vô căn cứ. Theo CDC, sau khi xem xét số liệu của 3.116 bệnh viện trước giai đoạn xuất hiện biến thể Delta và so sánh với số liệu của 164 bệnh viện trong giai đoạn biến thể này hoành hành, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh nặng không khác biệt nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện nặng là 26,5 trước khi xuất hiện Delta và 23,2 sau khi xuất hiện biến thể này. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh, trẻ em chưa tiêm phòng có khả năng nhập viện cao gấp 10,1 lần so với những trẻ em đã tiêm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Moderna cho đối tượng thanh thiếu niên từ 12 cho đến 17 tuổi. Moderna là loại vaccine thứ hai được cấp phép sử dụng cho thanh thiếu niên tại Philippines sau vaccine của Pfizer. Ngoài hai loại vaccine được cấp phép, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines cũng đang nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của vaccine Trung Quốc Sinovac để sử dụng cho đối tượng trẻ em từ 3 đến 17 tuổi. Quyết định của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này vừa vượt mốc 2 triệu ca mắc COVID-19 với hơn 33.000 người tử vong. Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoảng 440.000 liều vaccine AstraZeneca cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Theo đó, Thái Lan sẽ được cung cấp thêm 300.000 liều, Việt Nam 80.000 liều, Đài Loan, Trung Quốc 60.000 liều. Số vaccine này dự kiến sẽ được chuyển giao vào đầu tháng này và chủ yếu sử dụng cho người Nhật Bản đang sống tại những khu vực nói trên. Đây là một phần nằm trong kế hoạch cung cấp 30 triệu liều vaccine của chính phủ Nhật Bản cho các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần điểm tin nhật ký chống dịch COVID-19 ngày 4 tháng 9. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Thưa quý vị, vaccine Pfizer và Moderna có hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 và những biến chủng của nó lên tới hơn 90% khi tiêm đủ 2 mũi. Đây là kết quả nghiên cứu hiệu quả vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 và những biến chủng do Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản công bố vào ngày 3 tháng 9. Kết quả này giống với những báo cáo của quốc tế đã công bố trước đó. Tạp chí Y khoa Quốc tế của Anh số ra tháng 7 năm 2021 đã công bố báo cáo cho biết vaccine Pfizer có hiệu quả 88% đối với biến thể Delta, còn vaccine AstraZeneca có hiệu quả 67%. Trong khi đó, vaccine Pfizer có hiệu quả 93,7% đối với biến thể Alpha, còn vaccine AstraZeneca có hiệu quả 74,5%. Cũng theo báo cáo, vaccine có thể giúp phòng ngừa các ca chuyển biến nặng nhưng mà không hoàn toàn ngăn lây nhiễm virus. Thưa quý vị, Cuba đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho đối tượng học sinh lớp 12 và sinh viên. Hơn 700 trường học trên khắp nước này đã được sử dụng làm trung tâm tiêm chủng tạm thời. Theo kế hoạch, những người dưới 18 tuổi sẽ được tiêm chủng vào tháng sau. Năm học mới tại Cuba sẽ bắt đầu vào tuần sau, nhưng học sinh vẫn sẽ học theo hình thức trực tuyến. Các lớp học trực tiếp sẽ không được tổ chức cho đến khi tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học được tiêm chủng. Cuba đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng toàn quốc với mục đích bảo vệ người dân chống lại virus và sự nguy hiểm của các biến thể mới. Chính phủ Cuba dự kiến sẽ hoàn thành tiêm chủng cho toàn dân vào cuối tháng 9 và đến tháng 11, 92,6% dân số sẽ được tiêm ít nhất một liều vaccine.